Thì móng Unicom thì nói chung là nó cũng đơn giản thôi các bạn. Unicom thì nó có nhiều cách làm. Các bạn có thể cắt bột trực tiếp hoặc có thể làm theo cách của mình. Thì cách của mình là mình làm bằng treo. Thì bây giờ mời các bạn cùng theo dõi video mình chia sẻ nhé. Thì đầu tiên mình sẽ thường thì Unicom mình làm trên móng dài nó sẽ đẹp hơn. Đối với móng ngắn thì nhìn nó không đẹp mấy. Thì đầu tiên mình cũng phải sơn lớp base. Lớp base thì giống như những video trước mình cũng đã chia sẻ rồi. Thì khi mà các bạn sơn base, các bạn cố gắng sơn đẩy sát vào dòng da và cho nó tràn lên cả cái lằn giữa móng thiệt và bột. Thì nếu như mà các bạn sơn được như vậy thì thứ nhất nó sẽ làm cho màu chúng ta sơn cái dòng da nó sẽ mịn hơn và đẹp hơn. Thứ hai nó sẽ giúp cho cái bột bên dưới nó ở được lâu hơn vì nó đã siêu cái lằn mà giữa móng thiệt và cái phần bột lại rồi các bạn. Thì cái độ hở của nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Cho nên đó cũng là một cái cách để giúp cho móng bột chúng ta ở được lâu hơn. Và khi các bạn sơn base, các bạn nên nhớ đừng sơn quá dày, cũng đừng sơn quá mỏng. Vì khi mà các bạn sơn quá mỏng thì nó không đủ cái lớp base bên trên, thì nó cũng làm cho màu cũng dễ bị chốc. Và nó sẽ, nếu mà các bạn sơn không đều tay á thì nó sẽ bị lõm chõm. Mình nhắc lại trong những video này mình muốn chia sẻ với các bạn luôn. Thì những bạn nào mà sơn màu keo mà thường hay bị màu nó bị gút á, thì các bạn nên xem xét những điều sau đây. Thứ nhất, lúc khách rửa tay họ có dùng những cái hóa chất như xà phòng hay là những cái nước khử trùng hay không? Nếu có, các bạn phải chùi alcohol hò cho sạch lại, hoặc cũng có thể chùi acetone cho sạch lại. Và sau đó chúng ta hãy bỏ bon lên và sơn base. Các bạn nhớ khi mà các bạn sơn trên móng thiệt thì các bạn phải cố gắng bỏ bon lên. Cái nước bon á, chúng ta có thể dùng trên móng thiệt cho nước sơn treo ngoài nước sơn thường luôn nha mọi người. Đó. Còn mà cái màu mà khi mà nó bị gút, khi mà các bạn sơn cái lớp base lên mà các bạn thấy cái lớp base nó đã bị gút lõm chõm rồi, thì các bạn đừng bao giờ sơn màu lên. Vì sao? Vì khi mà các bạn sơn màu lên nó sẽ làm cho màu các bạn bị lõm chõm, nhìn nó rất là xấu. Cái đó phương pháp mà chúng ta sẽ xử lý bằng cách nào? Các bạn có cần phải phá ra không? Thôi, tất nhiên là không cần. Các bạn không cần phải bỏ cái màu nó ra, không cần phải bỏ lớp base ra. Các bạn cứ sơn trực tiếp thêm một lớp base nữa cho mình. Tại vì khi mà các bạn sơn một lớp base thứ hai á, thì các bạn phải sơn cho có đủ độ dày. Để chi? Để cái phần base nó sẽ lọt vào những cái lõm chõm đó và nó tạo thành cái độ bằng lại cho mình. Đó, đó là cách mà chúng ta xử lý cái lớp base bị gút. Còn đối với cái lớp base nó không bị gút mà chúng ta sơn màu lên nó bị gút ngoài đầu móng, thì cách xử lý như thế nào thì video trước mình đã chia sẻ rồi, nhưng ngày hôm nay mình cũng sẽ chia sẻ lại cho mọi người cùng biết luôn. Thì khi mà các bạn sơn mà nó bị gút ngoài đầu móng, các bạn giải quyết bằng cách này. Khi mà chúng ta bỏ màu sơn lên, tức là lớp base chúng ta đã hơ hoàn toàn hết rồi mà lớp base nó không bị gút nhưng mà màu nó bị gút, thì xử lý như thế nào? Các bạn sơn lớp màu lên, sơn một ngón thôi, tức là sơn ngón tay út, thì các bạn cho khách bỏ vào hơ luôn và đừng sơn móng kế tiếp. Các bạn cứ sơn một móng thôi và sau đó các bạn cho khách bỏ vào để hơ luôn, và các bạn sơn cái bàn bên kia cũng một móng luôn, và sau đó vừa kết thúc xong thì các bạn lấy tay bên kia ra và bỏ tay này vào hơ, và chúng ta cứ tiếp tục như vậy sơn tất cả các móng luôn. Tức là chúng ta sơn từng món, sơn từng ngón và chúng ta cho hơ từng ngón thì nó sẽ không bị gút nữa. Đó là cái kinh nghiệm mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Các bạn nhớ chỉ sơn từng ngón thôi. Thì khi mà các bạn sơn từng ngón như vậy á, thì cái thời gian mà để cho màu nó gút nó sẽ không có. Vì khi mà các bạn sơn kết thúc một ngón xong các bạn bỏ vô đèn luôn thì nó đã khô luôn rồi, thì nó không có làm cho bị gút ngoài đầu móng được. Đó, đó là cái kinh nghiệm mà mình muốn chia sẻ cho mọi người. Thì đối với móng ngắn, móng ngắn mà các bạn sơn treo á, các bạn sơn đừng có vuốt ngoài đầu móng. Vì khi mà các bạn vuốt ngoài đầu móng như vậy thì nó sẽ rất dễ làm cho màu nó bị dính lên da.
đối với những cái móng mà họ cắn móng mà sát luôn á các bạn, cắn móng sát luôn, thì chúng ta nên cố gắng đừng quét đầu móng. Vì khi mà các bạn quét đầu móng như vậy á, màu nó sẽ dính lên da, và các bạn chùi không kỹ, khi mà chúng ta hơ xong thì nó sẽ dính lên da luôn đó. Còn đối với móng dài thì các bạn cứ quét thoải mái, nhưng đối với móng dài các bạn quét đầu móng xong rồi các bạn phải nhớ quét từ trên xuống lại một lần nữa. Để chi? Quét như vậy để cho cái màu nó không bị động ngoài đầu móng đó. Thì thường cái ok gì, bây giờ quay lại cái móng mà Unicom mình đang làm đây. Thì móng Unicom thường mình làm cái màu trắng bên dưới thì nó sẽ đẹp hơn. Nhưng vì người khách này họ muốn màu vàng bên dưới thì mình cứ làm theo yêu cầu của khách thôi. Thì quan trọng là họ có thích hay không. Nếu mà họ thích thì họ bằng lòng làm màu đó thì mình cứ làm thôi. Thì có nhiều bạn hỏi mình trên những video á, thì tại sao có nhiều người khách sơn quá dày lại không sơn mỏng cho họ. Thì xin thưa các bạn là tùy vào người khách mình sơn. Thì những video mình chia sẻ trên đây là hoàn toàn là những video mà quay thật từ tay của những người khách mình đã làm. Thì tùy theo sở thích của họ mà mình làm thôi. Thì video mình chia sẻ trên đây thì những cái móng mà sơn dày quá thì cái đó cũng là do yêu cầu của khách thôi. Thì tùy các bạn thôi. Các bạn muốn suy luận, muốn comment như thế nào đó là chuyện của mọi người. Có nhiều bạn bảo là mình làm như vậy mà tại sao lại đem lên đây để chia sẻ. Xin lỗi là mình chia sẻ những cái kinh nghiệm mình nói ra để chia sẻ, chứ không phải là chia sẻ bằng cái video. Bạn hiểu không? Video nó chỉ là một cái sample để cho mọi người xem thôi. Còn mà những cái gì mà mình nói mà mình chia sẻ, đó mới là những cái điều mà mình muốn chia sẻ. Ok, thì Unicom á, thì quay lại vấn đề Unicom. Thì khi mà chúng ta sơn Unicom thì chúng ta nên bỏ cái chrome lên trên cái Unicom đó để cho nó nhìn nó sắc sảo và nó sẽ đẹp hơn các bạn. Chứ các bạn mà bỏ màu lên không thì cái Unicom nhìn nó xấu lắm, nó không được đẹp đâu. Nhưng mà các bạn phải bỏ cái chrome lên trên cái móng Unicom. Thì cũng làm như những cái màu che bình thường. Chúng ta cứ sơn hai lớp trước, hai lớp màu trước, và sau đó mình sẽ bỏ Unicom. Thì Unicom này mình làm bằng cái gel liquid các bạn. Thì cái gel liquid này không phải là cái gel mà chúng ta kéo màu gel bình thường, mà cái này là cái gel đặc biệt của nó, dùng riêng. Thì mình dùng để chế ra cái phần Unicom này. Đây các bạn thấy màu gel không? Màu gel thì nó không có bị khô liền, cho nên lúc mà các bạn sơn, các bạn cứ cẩn thận và sơn cho nó kỹ tí, đừng có gấp. Tại vì khi mà các bạn gấp thì màu nó sẽ dễ bị chàn đó. Các bạn cứ sơn tỉ mỉ, kéo tỉ mỉ, đừng có gấp quá. Nếu mà các bạn chưa sơn nhanh được thì các bạn cứ làm từ từ thôi, không cần gấp. Đây, và bây giờ mình sẽ bỏ Unicom. Thì trước lúc bỏ Unicom các bạn không cần bỏ thấp khớp gì cả, cứ để nguyên cái lớp màu đó chúng ta bỏ. Đó, các bạn dùng cái cọ mà đầu nhọn á, các bạn nhúng lớp gel cái và các bạn kéo. Khi mà các bạn kéo từ bên góc bên tay trái qua tay phải thì các bạn kéo ngoài đầu móng trước, để cho chúng ta có được cái điểm để chúng ta canh khoảng cách thôi. Đó, thì tùy các bạn thôi, các bạn kéo chính giữa cũng được, kéo bên trên cũng được, tùy theo mỗi người canh một cách khác nhau. Thì mình canh ngoài đầu móng, canh vào. Thì chúng ta canh vào ngoài đầu móng, canh vào, thì khi mà các bạn bỏ lên thì các bạn bỏ nó có độ cong chí, có độ cong và nó đi thẳng ra ngoài đầu móng. Tức là cong bo tròn và đi thẳng ra, nhìn nó giống như là ốc xoắn á các bạn. Thì nó nhìn nó sẽ giống như Unicom hơn. Đấy, các bạn bỏ lên, nhưng mà các bạn bỏ nhìn cho nó có đủ độ dày nha. Tại vì khi mà các bạn không bỏ không có độ dày, các bạn hơi cái nữa là thì cái Unicom nó không có lộ ra nhiều, nó nằm chìm quá, nó không có nhô hẳn lên. Thì cái Unicom làm là mình phải làm sao mà cho nó nhô lên khỏi cái mặt bóng thì nhìn nó sẽ đẹp hơn đó. Khi mà chúng ta bỏ, các bạn nhớ phải có đủ độ cong, bạn kéo có đủ độ cong từ bên phải, từ bên trái qua bên phải, và nó có phần là đi xuống, tức là đi bo tròn các bạn, bo tròn và nó chạy ra ngoài đầu móng. Đấy,
thì những cái điểm nào mà nó không đủ dày thì các bạn cứ thêm đủ dày vô, thêm tí treo vào cái phần đó. Thì cái treo này các bạn vuốt nó không có bị chảy đâu, cho nên không cần phải lo. Các bạn vuốt theo một cái đường thẳng thôi. Nếu mà lỡ có bị lem thì các bạn cứ bỏ tí treo lên và kéo cho nó đều ra chút thì không sao cả. Chứ đừng có lo là cái keo này mình phải làm cho nhanh, cái treo này mình phải làm cho cực là thật là nhanh để nó không bị chảy thì không đúng. Cái này mình cứ làm từ từ thôi các bạn, không cần phải làm nhanh đâu. Thì tùy theo mỗi nơi mà móng này các bạn có thể lấy tiền khác nhau. Có nơi mà lấy mỗi móng 5 đồng, có nơi thì lấy một móng 10 đồng. Thì tùy theo giá cả khu vực mà các bạn làm thôi, thì các bạn lấy cho nó hợp lý. Thì cái này làm cũng tương đối là mất thời gian, tại vì chúng ta phải bỏ lên, chúng ta cho hơ xong chúng ta mới bỏ được thấp khớp các bạn. Bỏ thấp khớp lên rồi chúng ta mới quét được chrome lên. Nó trải qua 2-3 công đoạn cho nên mình phải lấy thêm ít tiền. Đó, bây giờ mình đi sát vào cái góc còn lại đây các bạn. Thì mình cứ đi thẳng từ dưới lên trên. Thì các bạn muốn đi giữa móng thì đi. Các bạn có thể đi giữa móng thì các bạn có thể chia đều hai bên ra, thì theo thói quen của các bạn thôi. Đó, bây giờ mình đã xong thì mình quét cái móng còn lại bên kia. Thì khi mà đã xong các bạn cứ cho hơ đèn 30 giây. Thì khi mà các bạn hơ 30 giây xong rồi á, thì cái vinocom, cái màu treo á, nó đã đủ độ khô rồi. Nó khô rồi thì bây giờ các bạn cứ bỏ một cái lớp top lên. Nhưng mà lớp top này các bạn nhớ là phải bỏ bằng cái lớp top này các bạn nhớ là các bạn phải bỏ bằng lớp top của chrome nha các bạn. Không thể nào bỏ bằng top treo bình thường được. Các bạn phải bỏ lớp top chrome. Vì chúng sau khi cái công đoạn này là chúng ta phải bỏ chrome lên trên, cho nên bắt buộc chúng ta phải bỏ cái top treo của chrome lên. Thì khi mà các bạn bỏ lớp treo của chrome lên xong á, các bạn cho hơ khoảng 2 lần 30 giây, tức là khoảng 60 giây. Thì tùy theo cái đèn của các bạn thôi. Thì thường ngày các bạn hơ cái top chrome như thế nào thì các bạn hơ giống như vậy. Thì cái lớp mà Unicom mà mình quét lên á thì hơ khoảng 30 giây là nó đủ khô rồi. Đó. Thì các bạn quét, khi mà các bạn quét cái top lên các bạn nhớ là đừng quét quá nhiều. Tại vì cái phần Unicom này nó nhô lên, nếu mà các bạn quét nhiều quá nó sẽ dễ bị chảy lắm. Các bạn vừa quét vừa đủ độ dày thôi thì các bạn đưa vô những cái kẽ của Unicom luôn nha. Các bạn quét cho kỹ vào. Nếu mà các bạn quét không kỹ thì có phần có thấp khớp và có phần không có thấp khớp. Đấy. Thì cái Unicom này nói chung là mình bỏ lên thì cũng đơn giản thôi. Thì các bạn bỏ làm sao mà cho nó có độ xoắn ra là được. Thì cũng không nên thưa quá và cũng không nên gần quá. Gần quá thì lúc mà chúng ta bỏ khom lên nó sẽ không có show ra nhiều lắm. Các bạn bỏ vừa đủ độ xa thôi thì nó sẽ đẹp hơn. Đấy, thì cái lúc mà chúng ta làm cái móng bên đây á thì cái bàn tay bên kia chúng ta cho khách hơ đi. Hơ nói chung là 30 giây nhưng mà mình bỏ cái này lên chắc cũng khoảng là 45 giây thì cứ dẫn khách là tiếp tục làm cho đèn cháy lên. Các bạn nhớ nha, thì những người nào mà mới bắt đầu vào làm treo hoặc là những người nào đã làm rồi thì các bạn nên chú ý, nếu như mà khách mà bỏ tay vô thì các bạn nên chú ý là đèn có cháy hay không. Rồi phải dặn khách là khi nào mà đèn tắt thì có thể tiếp tục cho đến khi mà các bạn tay bên kia chúng ta cần hơ thôi. Tại vì nhiều người khách họ bỏ do họ cũng không chú ý là cái đèn có cháy hay không, thì các bạn cũng không chú ý thì thành ra cái màu bên dưới nó sẽ không khô. Và khi mà các bạn bỏ lên lớp tiếp theo thì nó sẽ dễ bị bong bóng, dễ bị bubble bên dưới và nó dễ bị chốc lắm. Cho nên các bạn phải thật thận trọng và nhìn cho kỹ coi đèn nó có cháy hay không. Nếu không cháy thì mình phải nhắc nhở khách là làm cho đèn cháy lên. Rồi bây giờ mình đã xong cái móng bên đây rồi. Đấy, các bạn thấy cái móng giả mình để trên bàn không? Đó, thì cái Unicom nó sẽ ra giống như vậy. Thường Unicom thì mình làm nên làm cái móng
dai và nhọn thì nó sẽ đẹp hơn là móng coffin. Nhưng mà vị khách này họ muốn coffin. Đây đây là cái lớp top mà mình bỏ chrome, sẽ bỏ chrome lên thì mình bỏ lớp top cấp chrome lên. Các bạn khoan, bỏ những móng kia, các bạn bỏ móng này trước đi. Vì khi mà chúng ta làm thì chúng ta sẽ làm móng này trước. Sau khi mà chúng ta bỏ xong thì chúng ta mới bỏ những móng còn lại. Thì những móng còn lại thì chúng ta chỉ bỏ thấp khớp, treo bình thường thôi. Đây các bạn quét giống như mình, quét xuôi theo cái đường mình vẽ. Để chi? Để cho cái lớp top nó sẽ đi vào những cái cạnh của cái unicorn, cái lớp treo unicorn mà mình bỏ lên á, thì nó sẽ đi sát vào những cái cạnh đó được. Còn mà các bạn không bỏ theo cái lằn xéo mà cứ vuốt từ trên xuống thì nó sẽ bị động thấp khớp như những cái lằn đó, thì nó sẽ bị chảy liền. Đó, mình cứ quét xéo qua, quét xéo theo cái lằn của đó, nó quét xéo qua. Thì các bạn quét vừa đủ thôi, đừng để mà nó dày quá thì nó sẽ dễ bị chảy. Bạn nhớ nha, quét xéo theo cái lằn mà mình đã vẽ, thì để cho cái lớp thấp khớp nó đi vào trong những cái cạnh đó. Rồi bắt đầu chúng ta cho hơ thôi. Thì trong lúc hơ thì chúng ta lấy thấp khớp treo thường, chúng ta bỏ những cái móng còn lại. Chúng ta bỏ những cái móng còn lại để chi? Để cho nó có đủ thời gian để cho cái lớp mà thấp khớp chrome kia nó khô đi. Thay vì các bạn phải ngồi đó các bạn đợi, nhưng mà chúng ta làm bước này để chúng ta không phải ngồi đó để đợi cho cái móng unicorn nó khô, để cho chúng ta đỡ mất thời gian. Có nhiều bạn thì cứ ngồi đó đợi để sơn thấp khớp xong rồi, làm xong hết móng kia thì mới quay lại móng này thì nó quá lâu. Trong khi đó thì chúng ta có thể bỏ luôn thấp khớp của móng qua những cái móng treo còn lại để cho đỡ tốn thời gian. Thì các bạn xài treo á thì nó có nhiều loại treo lắm. Cái treo mình đang dùng á là của D&D, nhưng mà cái top của D&D nó rất là dễ bị gút, cho nên các bạn khi mà các bạn bỏ lên, tại vì cái top này là không có cần chùi sau khi mà chúng ta đã hơ đèn. Khi mà các bạn bỏ lên á thì nó dễ bị gút lắm nha các bạn. Cái top của D&D nó rất là dễ bị gút, cho nên các bạn quét nhẹ tay nằm cọ xuống và quét đều tay ra thì nó sẽ không bị gút. Rồi, bây giờ đã xong thì bắt đầu mình sẽ bỏ unicorn. Thì mình bỏ cái móng chrome rainbow này lên trên cái unicorn thì nó ra rất là đẹp. Đó, bây giờ mình dùng cái cục này là cái cục mà để dành phụ nữ trang điểm đó các bạn. Các bạn có thể lấy cục đó để làm. Đấy, các bạn thấy mình quét lên không? Bạn quét theo cũng theo cái độ xéo luôn, tức là theo cái độ xéo của cái lằn mà mình đã vẽ. Để chi? Để cho cái chrome nó đi vào trong những cái cạnh. Đấy, các bạn thấy không? Nó ra rất là đẹp. Đấy. Các bạn nhớ khi mà các bạn bỏ thì để cái móng nằm bên dưới những móng còn lại. Để chi? Để cái lớp chrome nó không có bị bay dính vào cái thấp khớp của những cái móng treo bình thường kia. Đó, nhìn nó rất là đẹp. Mình đã xong rồi nhưng mà mình xoay qua xoay lại để cho mọi người xem thôi. Quét luôn móng bên kia luôn. Đó, các bạn cứ quét xéo xéo qua cho mình, để cho những cái chrome nó đi vào những cái kẽ. Quặn đè mạnh tay xuống cho chrome nó có đủ độ bóng. Sau khi mà chúng ta quét chrome lên rồi thì các bạn không cần phải hơ đâu. Các bạn cứ bỏ top lên bình thường. Cái top thì các bạn có thể bỏ top treo bình thường, không sao cả. Chỉ quan trọng là cái lớp top bên dưới thôi. Lớp top bên dưới bắt buộc chúng ta phải xài cái top của chrome thì nó mới dính được cái lớp chrome lên và nó mới làm cho cái lớp chrome nó bóng. Đó, bây giờ chúng ta bỏ top khớp lên. Bỏ top khớp treo bình thường thôi các bạn. Các bạn cũng quét xéo xéo qua. Quét xéo xéo qua để cho lớp top khớp nó đi vào những cái cạnh đó. Rồi cho khách hơn. Và bây giờ móng bên kia mình cũng quét luôn. Bạn nhớ nha, quét thấp khớp lên, cái dòng da thì đừng để cho nó bị chàng. Và cho nó xéo qua. Xéo qua để cho thớp nó chảy theo những cái đường cong đó. Nó không có bị động trên những cái đường cong. Nếu mà động trên những đường cong thì nó làm cho mất đi cái phần nhô lên của cái treo unicorn mình đã bỏ lên. Ok, thì video ngày hôm nay mình chỉ chia sẻ với các bạn về móng làm móng unicorn trên móng bột. Và cái này chúng ta có thể làm nên móng thiệt, nhưng với điều kiện là móng thiệt phải dài thì nó mới đẹp được. Làm ngắn cũng được nhưng mà nó không được đẹp.
Ok, hy vọng là các bạn sẽ thích video của mình. Nếu thích thì đừng quên like, share và đăng ký kênh của mình nha mọi người. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye. Thank you.